Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Chúng tôi có một cái đề tài rất là lớn và muốn tham vấn cùng ký giả Phạm Trần. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào ký giả Phạm Trần. Vâng, xin kính chào anh Nhân và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa ông có đăng tải một cái bài viết mà hiện nay nó đang rất là phổ biến ở cùng khắp nền thế giới. Cái câu hỏi là tại sao Việt Nam chưa kiện Trung Quốc về Biển Đông? Dạ thưa ông, cái câu hỏi như vậy nó có một cái giá trị như thế nào? Thứ nhất là về vấn đề thời điểm và thứ hai là những cái phân tích của nó trong vấn đề nội bộ của Việt Nam đối với lại Trung Cộng, dạ thưa ông? Vâng, cái vấn đề thứ nhất là như chúng ta đã biết là từ năm 2014 Trung Quốc đã đưa tàu thăm dò dầu khí vào vùng biển của Việt Nam. Và họ lại lập lại một lần nữa là năm 2019 ở tại cái khu đất Tư Chính, ở cái bãi Tư Chính gần Vũng Tàu, cách chỉ Vũng Tàu chỉ có 370 cây số về phía đông nam. Thì hai cái vụ đó đã làm cho cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông lên tới mức cao độ nhất từ trước cho đến bây giờ. Và người dân Việt Nam tuy là không có những cái cuộc thăm dò dư luận như là ở các nước phương Tây, nhưng mà họ đã phản ứng ở trên các mạng lưới của các cái website của các tổ chức dân sự. Họ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra trước tòa án. Bên cạnh những cái hành động mà tự do đi lại ở Biển Đông, rồi vào bên trong thềm lục địa của Việt Nam cũng như là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để mà thăm dò dầu khí như vậy đó, là bên phía Trung Cộng đã không coi nước Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền ở Biển Đông. Cái thứ hai nữa là lính Trung Cộng cũng như là thường dân có võ trang đi đánh cá ở ngoài Biển Đông đã tiếp tục tấn công, giết người và tịch thu tài sản của các ngư dân Việt Nam hoạt động ở hai vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa cho đến bây giờ. Cái điều đó là cái điều ai cũng biết, chính quyền Việt Nam biết rõ những cái chuyện đó. Và dư luận của người Việt Nam trong và ngoài nước rất là thắc mắc, không hiểu tại sao mà bị bộc khủng bố, bị đàn áp cũng như bị chèn ép trắng trợn như thế mà phía Việt Nam vẫn không dám kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, nhất là đối với quần đảo Hoàng Sa đã bị mất vào tay Trung Cộng từ cái hồi còn thuộc chủ quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vào tháng Giêng năm 1974. Thì cái điều đó là cái điều mà mọi người dân đều rất bực bội. Thành ra chính quyền Việt Nam đã không có dám có những cái hành động làm mất lòng Trung Quốc. Vì vậy cho nên rằng bây giờ là cái lúc mà Việt Nam không có cách nào để mà chần chừ không đưa ra một cái lời tuyên bố về vấn đề khi nào thì kiện Trung Quốc. Thì đấy là lý do tại sao mà cái thời điểm này là cái thời điểm mà Việt Nam đưa ra để xoa dịu lòng dân, để xoa dịu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng kỳ thứ 13 dự trù vào tháng Giêng năm 2011, năm 2021 đó thưa anh Nhật. Và cái vai trò của cái ông mà gọi là cựu đại sứ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ thì như thế nào vậy thưa ông? Vâng, cái đó là cái lý do then chốt tại sao Bộ Ngoại giao Việt Nam là Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao là ông Phạm Bình Minh lại không đưa ra bất cứ một cái lời tuyên bố nào về điều kiện khi nào thì kiện Trung Quốc. Chính ông ta và chính phủ Việt Nam đã nhiều lần chỉ nói rằng đã có đầy đủ mọi phương án, chỉ khi nào hành động, khi thời điểm đã chín mùi. Kể cả ông Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đều nói như thế. Nhưng mà tất cả những câu nói của các ông ấy nó không có rõ rệt cho đến mãi, cho đến ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Trong cái cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tức là Voice of Vietnam ở tại Hà Nội, thì cái ông Nguyễn Quốc Cường này đã nói ra cái điều kiện khi nào thì kiện Trung Quốc.
Nguyên văn cái lời của ông ấy nói như thế này, là không thể phủ nhận một phán quyết công tâm của tòa sẽ tạo tiền lệ cho các nước theo đuổi một giải pháp pháp lý khi một bên chỉ muốn dùng sức mạnh cơ bắp thay vì đưa ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh yêu sách của mình là có cơ sở, tức là ông ngụ ý nói về Trung Cộng. Tuy nhiên, giải pháp pháp lý nên chỉ là lựa chọn cuối cùng khi đàm phán bế tắc và chiến tranh đã gần kề. Thì đấy là lần đầu tiên, chưa bao giờ tôi đọc hay là nghe một lời phát biểu nào của viên chức Việt Nam có thẩm quyền về vấn đề đàm phán ở Biển Đông đã đưa ra hai cái điều kiện rõ rệt như thế. Ông Nguyễn Quốc Cường này được lựa chọn để làm cái việc này có hai cái lý do. Thứ nhất là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tránh đưa ra cái lời tuyên bố này với cái tư cách chính thức, là bởi vì thật sự ra đó, những cái lời tuyên bố của một ông cựu đại sứ đó, nó không có giá trị bằng lời tuyên bố của một cái ông đương kim đại sứ. Nếu ông Nguyễn Quốc Cường là đương kim đại sứ ở tại Hoa Kỳ đưa ra cái lời tuyên bố này đó, thì nó có giá trị pháp lý mạnh hơn, có giá trị ngoại giao mạnh hơn là một ông cựu đại sứ. Thì chúng ta cũng biết rằng là người Việt Nam mình đã quen nghe và nói về những cái lời tuyên bố của cựu viên chức. Cựu viên chức thì đâu có còn thẩm quyền gì mà nói đưa ra những cái ý kiến này, ý kiến kia có tính cách chính sách của nhà nước. Đó, cái phía Việt Nam là muốn đẩy ông Nguyễn Quốc Cường ra để che giấu cái chủ mưu của mình, tức là cái chủ tâm của mình. Thật sự ra lãnh đạo Việt Nam muốn nói như thế nhưng mà lại không dám trưng mặt ra, không dám nói công khai, sợ là bị Trung Quốc sẽ làm khó về mọi phương diện, thành ra mới đẩy cái ông cựu đại sứ này ra nói. Nhưng mà tuy nhiên á, khi mà cái bài phát biểu này đã được đăng và phổ biến rộng rãi vào cái dịp Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngành ngoại giao của Việt Nam đó, thì nó cũng có một cái giá trị về chính trị và về ngoại giao rất là lớn đối với vấn đề Trung Quốc, đã thưa anh Nhân. Yeah. À, kính thưa vị, vì thời lượng nên chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và sau đây là phần 2 của chương trình phát hình ngày hôm nay. Kính thưa nhà báo Phạm Trần, ông phân tích như thế nào khi mà chúng ta thấy là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Cộng đã đưa ra một cái bản tin bằng tiếng Việt và đã trích lời của ông Vương Nghị, có nghĩa là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Cộng, với ông Phó Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Họ nói rằng là Trung Quốc và Việt Nam cần phải kiên trì kiểm soát bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương song phương theo nhận thức chung để đạt được giữa lãnh đạo tối cao của hai đảng và hai nước, tìm kiếm giải pháp công bằng và hợp lý cho một loạt các thỏa thuận ký giữa hai bên Trung Quốc và Việt Nam, còn cần cùng các cái nước ASEAN để mà tuân thủ. Kính thưa ông Vương Nghị, ông lấy cái tư cách gì mà ông có những cái lời tuyên bố như vậy, vậy thưa ông? Ông Vương Nghị rất là khôn khéo khi mà đưa ra những cái lời tuyên bố này. Chúng ta nên quan tâm đến cái lời của ông Vương Nghị nói, là ông ấy nói rằng là Trung Quốc và Việt Nam cần kiên trì kiểm soát bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương song phương, tức là chỉ có hai bên nói chuyện với nhau thôi, không có nước thứ ba, theo nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo tối cao hai đảng và hai nước. Khi ông Vương Nghị nói như thế đó, thì chúng ta phải hiểu là ông muốn nhắc cho Việt Nam hãy nhớ đến cái công hàm năm 1958
mà lúc đó là ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gửi cho ông Thủ tướng Chu Ân Lai nhìn nhận cái chủ quyền 12 lãnh hải của Trung Quốc, đưa ra tuyên bố vào lúc đó khi có cuộc khủng hoảng giữa Trung Quốc và bán đảo Đài Loan. Thành ra khi ông Phạm Văn Đồng đưa ra cái công hàm vào lúc đó, đó thì bên phía Trung Quốc họ hiểu là nhìn nhận cả chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa, là bởi vì khi lúc đó bên cái công cái lời tuyên bố của bên phía Trung Quốc đó, họ có đưa nêu tên Hoàng Sa và Trường Sa như là một cái vùng đảo, mà từ cái đảo đó, từ hai cái đảo đó lan đi ra 12 hải lý là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Mà khi ông Phạm Văn Đồng nhìn nhận cái chủ quyền của Trung Quốc 12 hải lý đó, thì phía Trung Quốc hiểu là ông Phạm Văn Đồng đã nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Ngược lại, phía Việt Nam sau này thì cãi rằng trong cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng không có hề đề cập tới Hoàng Sa và Trường Sa, chỉ nói khơi khơi là công nhận cái chủ quyền 12 hải lý lãnh hải của bên phía Trung Quốc. Thành ra hai bên vẫn cãi cọ với nhau về cái phương diện đó. Mà chúng ta nhớ là từ mấy năm gần đây, mỗi một lần mà có những cái cuộc họp báo hay là xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc á, thì các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đều nhắc đến cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng. Và trong một cái công thư mà gửi cho Liên Hợp Quốc mới đây đó, thì Trung Cộng cũng nhắc lại cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng đã nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở tại Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó cho nên Trung Quốc nói rằng những vùng biển và nước ở Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời cổ đại. Chính ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước của Trung Cộng cũng đã nói nhiều lần như thế, kể cả những lần ông ấy sang thăm Hoa Kỳ, ông ấy đều nói rõ ràng như vậy. Thành ra khi mà ông Vương Nghị nhắc lại những cái điều mà được gọi là thỏa thuận giữa các lãnh đạo tối cao của hai đảng, hai nước, là ông muốn nhắc lại cho Hà Nội hãy nhớ là ông Phạm Văn Đồng đã đồng ý như thế, và những cái cuộc thăm Trung Cộng của những ông tổng bí thư như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, sang đến Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, rồi đến cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng đều nhắc đến là tôn trọng chủ quyền của bên Trung Quốc, mặc dù là trong các cái lần thăm viếng của những lãnh đạo Việt Nam không có nói rõ về cái vấn đề Hoàng Sa hay Trường Sa, nhưng mà chỉ nhìn nhận một cái tính cách chung chung. Ngược lại bên phía Trung Cộng đó, từ thời ông Đặng Tiểu Bình cho đến thời ông Tập Cận Bình bây giờ, họ đều mỗi một lần có quan hệ nói chuyện với nhau hai bên thì họ đều nhắc lại những cái điều mà ông Vương Nghị vừa mới nói, anh Nhân vừa nhắc tới, là phải được bảo vệ những cái lời và nhận thức chung, tức là theo đúng những cái lời mà lãnh đạo hai nước, hai đảng đã nói với nhau. Thì đấy là cái ý của ông Vương Nghị trong cái lời tuyên bố ở tại cái cuộc họp ngày 22 tháng 7 vừa rồi với ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đó thưa anh. Dạ. Và khi mà chúng ta nói Việt Nam ở trong cái khối ASEAN và Trung Cộng có những cái giống như là có những cái sự xung đột với lại một số những cái quốc gia ở ASEAN, thì hải quân của Hoa Kỳ cũng đã về đến cái vùng Biển Đông, và Hoa Kỳ đã lên tiếng rất là căng thẳng và tuyên bố rất là cứng. Ông ghi nhận như thế nào về vấn đề này khi mà ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tuyên bố cứng rắn như vậy, dạ thưa ông? Vâng, cái lời tuyên bố của ông Mike Pompeo vào cái ngày 13 tháng 7 vừa rồi đối với cái tình hình Trung Quốc, thì như chúng ta và như quý vị khán thính giả đã biết, là Hoa Kỳ bác bỏ tất cả những cái đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở tại Biển Đông trong cái hình lưỡi bò, và đã lên án Trung Cộng đã có những cái hành động đàn áp
khủng bố và tìm cách mua chuộc các cái nước nhỏ ở ven biển, trong đó có Việt Nam, có Philippines, có Mã Lai Á, có Nam Dương, vân vân, có Brunei, để mà chiếm cái phần ưu thế về vấn đề quân sự cũng như là chính trị của mình ở tại Biển Đông. Thì cái lời tuyên bố của ông Mike Pompeo được coi là cái lời tuyên bố cứng rắn nhất của Hoa Kỳ từ trước cho đến bây giờ, là bởi vì Hoa Kỳ lần này trong cái chính quyền của ông Donald Trump và ông Mike Pompeo đã nói rõ là Hoa Kỳ không chấp nhận những cái việc làm của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng mà ở trong cái lời tuyên bố của ông Pompeo đó thì lại không có kèm theo những cái biện pháp hay là những cái điều kiện trả đũa Trung Cộng nếu mà Trung Cộng cứ tiếp tục làm cái việc đó. Vì vậy cho nên trong cái thời gian 3 tuần lễ vừa rồi, bên phía Trung Quốc đã đưa ra một số những cái lời tuyên bố, trong đó có trách cứ Hoa Kỳ một cách rất là rõ rệt, cho rằng là nếu không có sự phá hoại của Hoa Kỳ ở Biển Đông đó, thì Trung Cộng và các nước ASEAN đã đạt được những cái thỏa thuận về vấn đề ở Biển Đông. Cái lời nói của Trung Cộng đó là mục đích nhắm để mà trốn thoát cái trách nhiệm của họ đã cam kết với ASEAN. Là bởi vì tại sao? Trong các cái hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc trong 2 năm vừa rồi đó, thì Trung Quốc đã nói rằng là sẽ hợp tác với ASEAN để mà đạt được cái thỏa thuận về vấn đề bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, tức là COC, tức là Code of Conduct, là nó có ràng buộc về tính cách pháp lý. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc tìm cách lẩn trốn, Trung Quốc không có muốn làm cái chuyện đó. Trung Quốc cho rằng là vì có sự phá hoại, khuấy rối và đe dọa Trung Quốc của Hoa Kỳ ở Biển Đông, cho nên Trung Quốc không có muốn nói chuyện với các nước ASEAN. Và Trung Quốc cũng còn đưa ra cái lời cảnh cáo, chính ông Vương Nghị cảnh cáo, ví dụ như là Philippines hay Việt Nam, là không có được về phe với Mỹ để tạo áp lực đối với Trung Quốc ở Biển Đông. Và khi nào mà vẫn còn có cái sự thỏa hiệp hay là toa rập giữa các nước Đông Nam Á với Hoa Kỳ để mà áp đảo, để mà khống chế hay là tìm cách là gây khó khăn cho Trung Quốc ở Biển Đông, thì sẽ không có cuộc nói chuyện nào giữa bên Trung Quốc và ASEAN. Thì khi đấy là cái lời tuyên bố mà của ông Vương Nghị cũng như là của chính quyền Trung Quốc, họ lấy cái lý do vì sự hiện diện của Hoa Kỳ, vì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ có các cuộc tập trận liên minh với Nhật Bản, với phía bên Úc Đại Lợi, cũng như là hợp tác với Ấn Độ ở trong vùng Ấn Độ Dương, và có sự thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi và Ấn Độ để mà bảo vệ an ninh cái đường lưu thông hàng hải từ bên Ấn Độ Dương sang bên Biển Đông. Thì Hoa Kỳ ở bên phía Trung Cộng đã đưa lại ra những cái lý do đó để mà trì hoãn cái cuộc nói chuyện về vấn đề bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và khối ASEAN tại Biển Đông đó, thưa anh Nhân. Và để kết luận thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Cộng sản Việt Nam sẽ kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế, có phải như vậy không, dạ thưa ông? Tôi tin như thế là bởi vì hai cái điều kiện của ông Nguyễn Quốc Cường đưa ra đó, thì chỉ có một điều kiện đúng và một cái điều kiện rất là xa vời. Cái điều kiện đúng là khi ông ấy nói rằng là khi nào các cuộc thương thảo giữa Việt Nam và bên Trung Quốc bế tắc, thật sự ra là cái cuộc nói chuyện về Biển Đông, về tranh chấp Biển Đông, về Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như các hoạt động của Trung Quốc nhằm vào Việt Nam, khống chế Việt Nam đó, thì nó đã bế tắc từ lâu rồi. Không có bất cứ một cái cuộc nói chuyện nào mà đưa đến một cái tia hy vọng là thành công giữa hai nước từ xưa cho đến bây giờ. Cái đó coi như là xong rồi. Nhưng mà ông ấy vẫn nêu ra cái lý do đó. Cái lý do thứ hai nữa là khi nào xảy ra chiến tranh, thì tôi hỏi anh Nhân, nếu mà chờ được, mình người Việt Nam mình có cái câu là chờ được vả thì má đã sưng,
bây giờ là anh lại đợi cho đến khi Trung Quốc nó dạy cho anh một bài học thứ hai nữa thì anh mới bác đơn đi kiện. Thì cái điều đó là một cái điều nói cho vui miệng thế thưa anh Nhân, chứ thật sự ra Việt Nam rất sợ Trung Cộng bị bao vây về vấn đề kinh tế, là vì anh Nhân cũng biết rằng là 90% những máy móc cũng như là những nguyên liệu của Việt Nam thực hiện xây dựng kinh tế bây giờ là mua từ bên Trung Quốc hay là được viện trợ từ bên Trung Quốc. Yeah. Mà bên Trung Quốc đã nói rõ rệt là bất cứ một cái hành động nào của bên Việt Nam gây khó khăn cho Trung Quốc ở Biển Đông thì sẽ bị trừng phạt và rất là nặng nề hơn là cái lần tấn công qua biên giới năm 1979 đó thưa anh Nhật. Yeah. Kính thưa nhà báo Phạm Trần, rất là cảm ơn cho thời gian của ông đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ông. Vâng, xin cảm ơn anh Nhân và xin kính chào quý vị khán thính giả của SBTN.